Bạn muốn mua robot giá rẻ và uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây có những trải nghiệm tuyệt vời mà các bạn cần phải thử, cũng như là cày thuê. Và các bạn hãy click vào robotviet.com nhé. Hello mọi người, lại là mình đây. Thì hồi sáng mình có up một cái clip nhập code nhận ngay cái vương miện guitar. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại một lần nữa cho các bạn nào mà chưa biết nha. Thì đầu tiên các bạn vào cái trang web nhập code này cho mình. Thì cái đường link nhập code này mình có để ở phần mô tả video. Xong sau đó thì các bạn click vào cái đăng nhập coi là các bạn đã đăng nhập cái tài khoản của các bạn lên chưa. Khi mà đã đầy đủ hết rồi thì mới nhập code nha. Thì đây là cái code. Đây, mọi người nhìn kỹ ký tự nha. Và lưu ý là cái phần mà copy cái code đấy, coi có bị dính dấu cách ở phía sau số 1 hay không. Nếu mà nó có bị khoảng cách thì hãy xóa sao cho sát ngay số 1 nha. Và nhấn redeem. Ok, và mình sẽ nói lại một lần nữa nè. Và clip của mình nè, thì ở phần mô tả video mọi người có thể nhìn thấy, click vô đây, nó sẽ mở lên như thế này. Và các bạn chọn cái phần xem thêm cho mình. Đó, mình có để link nhập code và code luôn. Mọi người thấy không? Mỗi mốt khi mà mình đề cập tới cái từ mà mình có để link ở phần mô tả video thì các bạn cứ click vô cái phần chỗ này để mà tìm cái link game nha. Hoặc là cái link nhập code như này. Mình có để đầy đủ thông tin, mọi người nên tìm hiểu. Ok, và bây giờ mình sẽ vào phần tựa game kia để mà hướng dẫn cho mọi người cách lấy cái nón. Cái link game thì mình sẽ để ở phần mô tả video như mình nói lúc nãy rồi ha. Khi mà vào trong tựa game này, nó sẽ xuất hiện một cái quy hiệu góc bên phải. Tức là các bạn đã nhận được cái nón rồi đó. Và mình đọc thông tin thì hình như là sự kiện này nó bắt đầu từ ngày 23 tháng 11 và nó sẽ trở lại vào ngày 1 tháng 12. Thì cứ chờ xem. Ở đây thì nó có những cái gọi là bán áo quần này kia nè. Không biết là mọi người còn nhớ không, hồi trước thì cũng có một cái sự kiện tương tự như thế này, nhưng mà chỉ lấy vật phẩm miễn phí ở trên catalog thôi. Thì sau đó thì một hàng loạt những cái nón đó biến thành gold hết, thành vàng hết luôn. Mình không biết là cái nón này sau này nó có bị biến đổi như thế nữa không thì chịu. Nè, ở đây nó có trưng bày những cái bộ đồng phục và với lại những trái banh bầu dục nè. Đó là nhiều luôn, thì nếu mà game này không lag thì mọi người có thể tham quan thử xem. Và mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn sẽ gặp tình trạng giống mình. Đó chính là vào trong tựa game đó có quy hiệu đàng hoàng luôn, nhưng mà vào phần inventory thì là chưa có cái nón. Mọi người nhìn thấy không, mình vẫn chưa có cái nón, nhưng mà cái vương miện thì hồi nãy mình nhập code là nhập thành công rồi nè. Đó. Thì cái phần nón á, có thể là nó đang gọi là game mới ra nên là nó chưa có cập nhật hết á. Từ từ thì nó sẽ có trong inventory của mọi người thôi. Thì các bạn cứ vào trong tựa game đó và có quy hiệu thì chắc chắn là trong vài tiếng sau hoặc là qua ngày hôm sau thì nó sẽ đưa cái nón vào trong cái inventory của mọi người. Nên là đừng có quá lo lắng nha mọi người. Thì mình sẽ vào phần cái inventory này. Mình cho mọi người xem thì mình đã có cái quy hiệu đó rồi, nhưng mà vật phẩm thì nó vẫn chưa có. Này mọi người nhìn thấy không? Mình đã có quy hiệu này rồi, nhưng mà cái nón thì để hên xui. Từ từ mình sẽ với cái câu là chờ đợi là hạnh phúc thôi. Chứ biết sao giờ, của mình thì nó vẫn chưa có trong avatar. Thì bạn nào mà gặp tình trạng giống mình thì cũng đừng quá lo lắng nha, tại vì đây là tình trạng chung mình đang bị nè, không sao cả. Ok, thì có cập nhật gì mới vào phẩm miễn phí nữa thì mình sẽ cố gắng làm video gửi đến mọi người nha. Cảm ơn mọi người.